Bán gạo mốc làm giàu. Năm nay mất mùa lại hóa hay, thóc gạo tha hồ tăng giá, mua rẻ bán đắt, chẳng mấy khi có cơ hội làm ăn tốt thế này. Ông ơi, cho tôi mua 1 cân gạo. 5 đồng 1 cân. 5 đồng ư? Sao đắt thế, mọi khi có 2 đồng thôi mà. 5 đồng đấy. Không mua thì thôi, chị cứ ra ngoài xem, xung quanh đây còn ai có gạo bán nữa đâu. Nhưng cháu chỉ có 4 đồng, ông làm ơn bán rẻ cho cháu. Còn cháu đói lả mất rồi. Ơ, cái chị này hay nhỉ, không đủ tiền thì tránh ra, còn để tôi bán hàng. Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy ông, ông làm ơn làm phước. Thấy chị hoàn cảnh tôi cũng thương lắm, nhưng bán thiếu thì tôi lỗ vốn mất. Hay chị lấy con mèo này bù vào, nhà chị đói thế thì nuôi mèo làm gì. Thôi đành vậy. Đúng là một món hời, con mèo này mà mua ngoài chợ ít cũng 2 đồng bạc, nhà lại đang nhiều chuột. Chà, được đấy, mèo là phải thế chứ. Chà, từ ngày có mèo, đỡ bị chuột cắn bao nhiêu là thóc. Lại đúng dịp thóc gạo như vàng, đúng là một con mèo tốt. Chuyện gì thế? Hả? Ôi trời ơi, gà của ông, sao mày dám? Chết nè, chết nè. Thế này có chết không? Con gà đang béo tốt thế kia. Cứ thế này thì con mèo ăn hết cả bầy gà mất. Thôi, đuổi, ông đuổi tống hết, không mèo meo gì nữa. Ồn ào quá. Ôi, cái gì thế? Ôi, đau quá. Chuột với bọ, to gan thế chứ. Đằng nào cũng không ngủ được, dậy sớm ra cửa hàng vậy. Ôi, sao thế này? Trời ơi, cái áo mới mua của ông, cả 100 đồng bạc. Lũ chuột, sao chúng mày dám? Chết, còn kho thóc. Ôi trời ơi, chuột ơi là chuột, chúng mày phá nát nhà ông rồi, bao nhiêu tiền bạc của ông. Trời ơi, biết thế này cứ để cho con mèo nó ăn gà còn hơn. Cánh đồng hoa hy vọng. Bà ơi, bà dạy xem tôi mang gì về cho bà nè. Ôi, hoa hướng dương đẹp quá. Nhiều khi tôi thấy ghen tị với hoa hướng dương đấy. Vì bà yêu chúng hơn cả tôi nữa. Ông cứ trêu tôi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Tiếc là tôi không còn nhiều thời gian nữa để được ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp này. Bà đừng nói thế, rồi người ta sẽ tìm ra thuốc để chữa bệnh ung thư. Bà sẽ khỏe lại thôi. Không biết tôi có chờ được đến lúc đó không ông à? Bà phải tin tưởng và hy vọng chứ. Như hoa hướng dương ấy, tôi sẽ trồng cho bà cả 1 cánh đồng hoa hướng dương. Bà sẽ có cả 1 cánh đồng hoa để hy vọng và tin tưởng. Bà phải đợi, bà ngắm chúng đi nhé. Ông à, cảm ơn ông.
Bà yếu thế sao lại ra đây? Tôi tự lo được mà. Tôi muốn giúp ông. Không được, để tôi đưa bà vào nhà. Ông à, chắc tôi không đợi được đến lúc cánh đồng hương dương nở hoa nữa đâu. Bà ơi! Ba ơi, con nấu món thịt bò hầm ba thích nè. Ba ăn một chút đi ba. Bà không muốn ăn, con cứ để đó. Hay để con đưa ba ra ngoài đi dạo một lát. Trời hôm nay đẹp lắm. Gần một tháng nay ba không ra khỏi nhà rồi. Bà không muốn đi đâu cả mà không có bà ấy. Ba ơi, ba ra ngoài này bà xem. Xem cái gì? Ba ra xem đi ba. Nhanh lên ba. Cánh đồng đã nở hoa rồi ba ơi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Nhìn cánh đồng hoa hướng dương, tôi như thấy bà luôn ở bên tôi vậy. Ba ơi, con vẫn nhớ. Mẹ thường nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Ở đâu đó, chắc mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu chứng kiến ba con ta sống vui vẻ ba nhỉ? Mùa hoa này rồi sẽ tàn. Bà muốn cánh đồng này sẽ nở hoa mãi mãi. Nở hoa mãi mãi sao ạ? Ông Don đã thuyết phục những người dân quanh đó cho ông trồng hoa hướng dương trên đất của họ. Hiện nay, cánh đồng hoa đã trải dài đến 7 km. Hàng năm, hạt hướng dương được thu hoạch đem bán để giúp đỡ bệnh nhân ung thư và quyên tiền cho các dự án nghiên cứu liệu pháp chữa trị căn bệnh này. Chuyến đi đáng nhớ. Anh biết ngay mà, thế nào mẹ cũng rủ bác Sát đi cắm trại với nhà mình. Em không thích đâu, tuy ba mất lâu rồi nhưng em vẫn không muốn ai thay thế ba cả anh ạ. Nhà mình không cần thêm ai nữa, anh đủ sức chăm sóc em và mẹ rồi. Anh có cách này. Cách gì vậy? Nói cho em biết với. Em có biết cái gì đây không? Đinh hả? Đoạn đường vắng rồi đó, ra tay thôi. Vâng. Ê, mẹ ơi, con thấy khó chịu quá, người cứ nôn nao ấy. Chắc con bị sai xe rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Bác dừng xe cho cháu nghỉ một lúc nhé, chắc tại đi xe không quen đấy mà. Con ngồi xuống gốc cây nghỉ một chút xem có đỡ không. Bác có mang gừng đây, cháu ngậm một chút đi, sẽ đỡ ngay thôi mà. Anh thấy đỡ chưa? Em cũng đỡ rồi. Nhà mình đi tiếp thôi mẹ ơi. Xe bị làm sao ấy anh ạ? À? Để anh ra xem. Cái xe cà tàng này hay dở chứng lắm. Xe hỏng nặng rồi em à. Anh đã gọi cho một đội cứu hộ xe, nhưng họ bảo đường núi vừa bị sạt lở nên sáng mai mới đến được. Sao đường núi tự dưng lại bị sạt lở lúc này chứ? Đúng là anh không nghĩ đến chuyện này. Anh ơi, thế tối nay nhà mình phải ở lại giữa rừng thế này à? Em sợ lắm. Giờ phải làm sao đi anh? Chúng ta sẽ tìm một chỗ để dựng lều. Cả nhà mình đi cắm trại bà. Không thể để chiếc xe cà tàn này làm hỏng kế hoạch được.
Cả nhà cháu không ai biết dựng lều cả, phải đến khu cắm trại mới thuê được người dựng lều chứ. Còn giữa rừng giữa núi thế này thì... thì bác sẽ dựng. Bác biết làm à? Tất nhiên rồi. Nào, cả nhà, chúng ta đi cắm trại thôi. Anh Thơm ơi, em sợ tối lắm. Mà trong rừng chắc có nhiều rắn rết nữa. Có khi còn có hổ không chừng, em sợ lắm. Sợ gì, có anh ở đây, chả việc gì phải sợ cả. Hai con đi kiếm ít cành khô về nhóm lửa đi. Vâng ạ, ạ. Ở đây có nhiều hoa quá anh Thơm ơi. Đây bị hỏng hóa ra cũng hay đấy chứ. Hay cái gì mà hay, anh chỉ mong nhanh được về nhà. À, chuyện gì vậy anh? Rắn, rắn. Anh Thơm, đuổi nó đi anh. Anh cũng sợ lắm. Có anh ở đây, không việc gì phải sợ cơ mà. À, anh. À. Bác ơi, cháu sợ quá. Nó mà cắn thì bọn cháu chết chắc rồi. Không sao, không sao đâu. Bác ở đây rồi. Sao vậy cháu? Hè này cháu sẽ 15 tuổi rồi. Vậy mà cháu không thể bảo vệ nổi em gái của mình. Chỉ là một con rắn thôi bác ơi. Mà cháu cũng chẳng làm gì được. Cháu cứ đứng đó run lẩy bẩy. Vậy mà cháu đã bảo với anh là sẽ bảo vệ em ấy. Không sao bà, cháu còn rất nhiều thời gian. Cháu sẽ còn lớn lên nữa mà. Cháu sẽ dư sức bảo vệ gia đình của mình. Thật không bác? Tất nhiên rồi, bác biết cháu là một cậu bé dũng cảm và trung thực. Cháu không dũng cảm mà cũng chẳng trung thực đâu ạ. Bác ơi, những cái đinh ghim vào xe của bác. Bác biết chứ. Bác biết hết ạ? Ừ. Nhưng giờ thế bà bác cháu ta mới có ngày cắm trại thật vui đúng không nào? Một cậu bé dám thừa nhận những điều chưa tốt của mình là một cậu bé dũng cảm và trung thực. Thơm à, bác luôn mong có một đứa con trai như cháu. Cháu cũng muốn có người cha như bác. Những người bạn. Ơ, anh bò rừng, anh ấy bị làm sao mà lồng lộn thế kia? Bò rừng, anh làm sao thế này? Ô thỏ ơi, giúp tôi với. Tôi đi không để ý đâm đầu vào thân cây. Giờ không thể rút cái sừng ra được. Cậu giúp tôi với, tôi đau quá. Làm thế nào để tôi giúp anh được bây giờ? À, đúng rồi. Bò rừng, tôi sẽ dùng hòn đá sắt này đục cho cái lỗ to ra. Như thế anh có thể rút cái sừng ra được. Ôi, tuyệt quá. Vậy cậu giúp tôi thử xem. Chắc là được rồi đấy. Cậu rút sừng ra đi. Tuyệt quá, tôi được tự do rồi. Cảm ơn cậu nhé thỏ. Ừ, không có gì đâu. Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Khi nào có khó khăn gì, cậu cứ bảo tôi sẽ giúp hết mình. Được, hãy là bạn tốt nhé. Tiếng gì ấy nhỉ? Anh ngựa, anh làm sao thế này? Ôi, tôi bị ốm, không thể đi kiếm ăn được. Hai hôm nay chẳng có gì ăn, tôi chết mất thôi. Khổ thân anh.
Tôi có giỏ cà rốt, mặc dù không phải đồ ăn yêu thích của anh, nhưng anh ăn tạm nhé. Có đủ cho anh ăn đến lúc khỏe lại đó. Ôi, thỏ tốt quá, nhưng để lại cho tôi hết đó, thì cậu ăn bằng gì? Anh không phải lo, tôi còn khỏe, tôi sẽ kiếm được đồ ăn mà. Cảm ơn cậu, cậu là người bạn tốt, tôi sẽ không quên ơn cậu. Thôi, anh ăn đi lấy sức, tôi phải đi đây, tôi sẽ qua thăm anh sau nha. Một con thỏ béo. Hả? Chó sói! Cứu! Cứu với! Cứu với! Bò rừng, làm ơn hãy che chắn cho tôi. Chó sói đang đuổi theo tôi kìa. Gì cơ? Chó sói ư? Nó biến đi đâu mất rồi. Anh hãy dùng đôi sừng của anh để trừng trị chó sói. Hãy giúp tôi với. Tội gì mình phải can thiệp vào việc của người khác chứ. Chẳng may lại vác họa vào thân chứ chẳng chơi. Tôi đột nhiên đau bụng quá à. Sợ rằng không thể giúp được cậu rồi. Cậu nhờ thử ngựa giúp xem. Cậu ấy chạy nhanh lắm. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp cậu. Tôi phải đi đây. Anh ngựa giúp tôi với. Chó sói đang đuổi theo tôi. Chó sói ư? Anh hãy chở tôi đi cùng với. Anh chạy nhanh, chắc chắn chó sói không thể đuổi được anh. Sao cậu không đi nhờ bò rừng? Cậu ấy có đôi sừng rất khỏe, có thể đánh bại được chó sói. Tôi đã nhờ rồi, nhưng mà anh ấy bị đau bụng, không thể giúp được. Không được đâu thỏ ơi. Dạy gì mà dây vào chó sói chứ. Có khi nó còn ăn thịt cả tôi cũng nên. Bò rừng còn chẳng dám, huống chi tôi yếu ớt. Cậu đi nhờ người khác đi. Tôi đang có việc gấp phải đi. Tôi đi đây. Bị kia rồi. Đừng hòng mà chạy thoát nhé. Cứu với. Cứu với. Miếng ăn đến miệng cũng bất. May mà thoát chết. Mình tưởng là có những người bạn tốt, vậy mà hóa ra chả có ai. Đúng là tự thân vận động vẫn tốt nhất. Sở ông Tú Cá. Dạ dạ, con biết rồi ạ. Ôi, anh làm gì vậy? Sao lại đạp táo của tôi? Không thấy là ông Tú đang đi tới hay sao? Mà ngồi trên ên giữa đường thế hả? Tội nghiệp anh chàng bán táo quá à. Ai chứ ông Tú thì đừng có dây. Ông ta ỷ mình có chút chữ nghĩa, lại có quan trên đỡ đầu, nên hợm hỉnh hóng hách lắm. Nào có ai dám chống lại. Ôi trời, có chút chữ nghĩa thật đấy. Ông ta chỉ được cái hợm hỉnh chứ tài bằng ai đâu. Nhưng vẫn không là gì so với cậu Quỳnh. Thế đứa nào vừa nói ta không hay chữ bằng thằng Quỳnh đấy. Dạ là anh này ạ. Có biết ta là ai không mà dám nói thế. Ta nổi tiếng hay chữ nhất vùng này. Kẻ nào dám hơn ta chứ. Con không biết ạ. Nhưng làng trên xóm dưới ai cũng ca ngợi Quỳnh là người hay chữ. Bao chỉ cho ta thằng Quỳnh là thằng nào. Đến nơi chưa? Sao lâu vậy? Dạ kia rồi. Quỳnh nó đang cho heo ăn đấy ạ. Ông ra đó mà gặp. Con về nha. Cái thằng đây. Mày đứng đây chờ ông. Mày là Quỳnh hả? Quang,
Con là Quỳnh, ông biết con hả? Tưởng thế nào, hóa ra là một thằng nhóc. Nghe nói mày hay chữ và có tài đối đáp lắm, mày có dám đối lại ông không? Sao con phải đối với ông? Vì có đứa dám bảo mày hay chữ hơn ông, nên ông muốn thử xem thiên hạ nó có đồn láo không. Nếu mình không làm thì đây là ông Tú Cát mà gần đây dân làng vẫn đồn. Được, hay lắm, vậy con xin hầu ông đối ạ. Có chi khi, nếu mày đối được, ông sẽ thưởng 10 đồng, bằng không phải chịu đánh đòn. Mày dám không? Con cũng muốn thử ăn đòn một lần xem sao. Thằng này được, xem nào. Lợn cứng ăn cám tốn. Lợn cứng ăn cám tốn. Mày thua chắc rồi, câu này khó thế, xem mày đối được không. Có rồi. Lợn cứng ăn cám tốn, chó khôn chớ cắn càng. Cái gì? Chó khôn chớ cắn càng? Lợn đối với chó, khôn đối với cứng, càng đối với tốn. Thế đã chỉnh chưa ạ? Thằng này gớm thật, nó dám xó mình là chó nữa chứ. Được rồi, coi như mày ăn may. Nghe câu đối tiếp theo nè. Hả? Lại đối nữa? Sao? Sợ rồi hả? Nếu thế thì nhận thua đi, ta tha cho. Hay không, con vẫn muốn được mở mang đầu óc. Mời ông ra câu đối ạ. Trời sinh ông Tú Cát. Đúng là hống hách ngạo mạn mà. Được, đã thế thì trời sinh ông Tú Cát, đất nứt con bò hông. Hả? Cái gì? Đất đối với trời, con bò hung đối với ông Tú Cát. Quá chỉnh phải không ạ? Mày dám ví ông với con bọ hung hả? Ông còn câu đối nào hay hơn không ạ? Nếu không, ông cho con xin 10 đồng ạ. Tiền nè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.